Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 28 tháng 6 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới hôm nay tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng là 1.782 đô la Mỹ trên một ounce, tăng nhẹ 2 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Theo quy định mới thì vàng vật chất sẽ trở thành một tài sản cấp 1, không có rủi ro. Nó cho thấy vàng có mức độ thanh khoản cao nhất, tương đương với tiền mặt. Về dài hạn thì vàng sẽ có vị trí cao hơn tại các ngân hàng lớn và ngân hàng trung ương. Nhờ vậy, thanh khoản nói chung cho thị trường vàng sẽ cải thiện và yếu tố được đánh giá tích cực với nhà đầu tư vàng. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay cũng có sự biến động so với phiên giao dịch cùng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ mail banbietap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.